Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của SK Việt Nam. Hôm nay chúng tôi lại vừa hoàn thành lắp đặt cửa hít cho chiếc VinFast Lux A 2.0. Thì anh em có nhìn thấy là cửa hít SK của chúng tôi, cần mở cửa ra, thả nhẹ vào, nó tự hít vào. Rất là nhẹ nhàng, êm ái. Đây ạ, tôi mở cả hai cửa. Rất là nhẹ nhàng, êm ái. Khẳng định với anh em một lần nữa là cửa hít SK của chúng tôi khi mà lắp đặt là sẽ ăn ngay, chứ không phải chỉnh sửa gì nhiều. Mời anh em xem bên này. Hai cửa đó, cửa sau thả nhẹ là ăn thôi, chứ không cần phải dúi tay, hoặc là bình thường khi chúng ta ra ngoài chúng ta phải đóng rất là chặt, rất là mạnh như thế này thì cửa mới vào, đúng không ạ? Thì bây giờ không, bây giờ chỉ cần nhẹ thôi, đây vào cái ngả khóa này là ăn, hoặc là có thể các bạn thả ra đây, thả ra nó chỉ cần chạm vào đây thế là nó đã ăn rồi đó. Thì SK chúng tôi phân phối cửa hít SK cho không chỉ riêng VinFast, cho tất cả các dòng xe khác như Mercedes, BMW, Audi, Porsche. Anh em nào hoặc là anh em thợ nào hoặc cửa hàng nào có các đại lý phân phối có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay chúng tôi hotline 0911341143 hoặc là 0987111005, website 1234banh.com. Chào anh em, tạm biệt.